sở hữu ngoại hình đúng chuẩn soái ca, đẹp trai, lịch lãm. Gia thế của Marco khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Không nhiều người biết nam thần lãng tử Marco là một cầu thủ hợp Trung Quốc. Bố anh, ông Thomas, là một người Anh gốc, chiếm 1% dân số thế giới. Mẹ anh, bà Maddy, là người Nga, xuất thân từ thủ đô Moscow. Hai người họ sang Đức định cư từ nhỏ, gặp nhau rồi nên duyên vợ chồng. Trước khi qua Gladbach, Marco từng phải rơi vào cơn đau đầu nên chọn quốc tịch nào giữa Anh, Đức và Nga. Vốn dĩ ông Thomas rất nổi tiếng tại Đức. Ông khởi nghiệp trong vai trò phát thanh viên trên các sân bóng phong trào tại Đông Đức. Nhưng sau này, Thomas trở thành doanh nhân tham gia sản xuất và phân phối rất nhiều mặt hàng, ngành nghề. Vì công việc, ông Thomas phải liên tục di chuyển. Vì thế mà Marco cũng được đi cùng cha đi khắp nơi. Dòng máu quý tộc di truyền từ cha mẹ và có bố là người của công chúng mà từ bé giúp Roy luôn được chào đón ở tất cả những nơi mình tới. Có thể nói lúc đó anh đã như là một ngôi sao. Là người kín tiếng trong đời tư, thế nhưng Marco đã khiến người hâm mộ ngã ngửa khi chủ động công khai hẹn hò nàng siêu mẫu nóng bỏng Scarlett Garmen. Marco đã đăng hình của cả hai lên trang cá nhân và thừa nhận: "Đây chính là sự thật, tôi đã chinh phục được Scarlett." Scarlett gặp Roy vào đầu năm 2015, sau khi anh chia tay với Caroline Bond. Marco Roy và Scarlett Garmen gặp nhau trên đường đua ngựa. Trong khi Scarlett là một fan cuồng của môn thể thao này bởi nó giúp cô thoát khỏi ám ảnh của quá khứ, thì Marco chỉ là tình cờ đến trường đua cổ vũ cho một người bạn. Thế nhưng, Marco đã trúng phải tiếng sét ái tình của thiên thần tóc vàng Scarlett ngay từ lần đầu gặp mặt. Anh chính thức theo đuổi mỹ nhân và vô cùng hạnh phúc khi lọt vào mắt xanh của Scarlett. Scarlett sở hữu gương mặt xinh đẹp, mái tóc vàng quyến rũ cùng thân hình nóng bỏng. Bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 2010, vượt qua hoàn cảnh, Scarlett trở thành chân dài có tiếng ở Đức. Họ cùng nhau chào đón đứa con đầu lòng, một bé gái vào đầu năm 2019, nhưng đã giữ bí mật tên của cô bé. Sau đó vào tháng 12 cùng năm, cặp đôi tổ chức một lễ cưới nhỏ với sự tham gia của bạn bè và gia đình. Kể từ đó, hai người trở thành một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất ở nước Đức. Kể từ tháng 2 năm 2016, thời điểm Marco Roy công khai hẹn hò, Scarlett Garmen ngay lập tức bị truyền thông đem ra mổ xẻ, bàn tán từ sự nghiệp, quá khứ đến gia đình. Ngay sau khi Roy thừa nhận mối quan hệ với cô người mẫu Scarlett Garmen, thì ngay lập tức mọi thứ của cô nàng này đã bị đem ra mổ xẻ, từ sự nghiệp, quá khứ đến gia cảnh. Và chẳng ai ngờ rằng nó lại éo le và bi kịch đến vậy. Scarlett không có hạnh phúc trọn vẹn như những đứa trẻ khác. Cha cô, Ralph Gardman, từng là một chủ nhà thổ ở Hagen. Ông cũng là một tay Marco có tiếng trong giới tội phạm ngầm ở đây. Cha của Scarlett không phải là thành viên duy nhất của gia đình hoạt động trong nghề này. Sau khi bố của cô chết thì chú cô là người tiếp quản nhà thổ này. Năm Scarlett lên 10, cha cô được tìm thấy đã chết trong căn hộ riêng ở tuổi 49. Hồ sơ của cảnh sát thì cho biết Ralph Gardman chết vì sốc thuốc. Khi nhà chức trách bước vào, trên sàn nhà vẫn còn vương vãi cocaine. Mẹ Scarlett vì lo lắng cho cô con gái sẽ bị ảnh hưởng bởi bi kịch của cha nên đã nói dối cô rằng cha đã mất vì suy tim. Bà cũng đưa con gái tới một thành phố khác để sinh sống và mãi sau này Scarlett mới biết được sự thật về cha. Dù cả hai gặp không ít điều tiếng vì gia cảnh khiếp đảm của Scarlett, nhưng Marco vẫn một mực yêu thương, chiều chuộng và bảo vệ cô trước dư luận. Chính Marco đã phá tan chỉ trích dư luận bằng tình yêu tha thiết và mong muốn được bên Gardman trọn đời. Anh từng trả lời phỏng vấn: "Tôi không quan tâm tới những việc mà cha cô ấy đã từng làm. Cô ấy là tất cả đối với tôi rất yêu cô ấy." Nổi tiếng không kém bạn trai, Scarlett Garmen sở hữu vẻ đẹp ngọc ngà đậm chất Đức. Mỹ nhân 31 tuổi từng là một siêu mẫu hàng đầu tại Đức. Cô thuộc công ty người mẫu MGM, cũng là nơi mà bạn gái một số tuyển thủ Đức làm việc như Ann-Kathrin của Mario Götze hay Kathy Fischer của trung vệ Mark Hummels. Cô lần đầu bước chân vào thế giới thời trang khi mới 19 tuổi trên sàn diễn của tuần lễ thời trang Berlin. Sau đó cô được ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với công ty MGM ở Düsseldorf. Sự nghiệp người mẫu đến với Scarlett rất tình cờ. Trước đó cô không hề có ý định sẽ tham gia vào lĩnh vực này và trở thành người nổi tiếng. Theo tiết lộ từ nhà thiết kế Chandra Prakash, Scarlett được một chuyên gia săn tìm người mẫu phát hiện khi đang đi trên đường. "Tôi nhìn thấy trong ánh mắt cô ấy có gì đó đặc biệt. Nó làm toát lên vẻ kiêu sa cần có, tự nhiên, chẳng màu mè. Rồi cô ấy trở thành nàng thơ trong các thiết kế của tôi." Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp người mẫu, cô đã thực hiện các chiến dịch quảng cáo với những tên tuổi lớn của nhiều ngành hàng khác nhau. Một số công ty mà cô đã quảng cáo là Hyundai và Volkswagen, cũng như các thương hiệu thời trang như là Gary Weber hay Recon. Chưa kể, cô còn xuất hiện trong nhiều trang bìa tạp chí nổi tiếng. Scarlett nổi bật với mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh quyến rũ cùng số đo 3 vòng lý tưởng 87, 63, 91. Vượt qua quá khứ tăm tối cùng những điều tiếng không mấy tốt đẹp, Scarlett khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cá tính mạnh mẽ và những nỗ lực để đạt được thành công của mình. Ngoài tình yêu với đua ngựa, Scarlett còn là một người cuồng thể dục.
cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh và video quá trình tập luyện của mình lên mạng xã hội. Vào năm 2017, cô nàng ra mắt kênh YouTube của riêng mình để chia sẻ về các mẹo giảm cân sau sinh cũng như cách nấu các bữa ăn lành mạnh. Ở mùa giải 2015-2016, cô nàng Scarlett Garmen cán đích ở vị trí thứ 3 trong cuộc bình chọn nữ hoàng sắc đẹp Bundesliga. Siêu mẫu Ina Tones, bạn gái của Dennis Augustin 04, là mỹ nữ nhận về nhiều lá phiếu nhất với 39,8%. Đứng thứ hai là Annelie Albers, vợ của thủ thành Loris Karius, khi ấy vẫn còn khoác áo mai 05, với 37,7%. Bình thường Scarlett không phải là một người thích chia sẻ chuyện đời tư lên báo giới. Trên trang cá nhân, cô cũng chỉ thường xuyên đăng ảnh bên con gái hoặc những tấm hình bên trường đua ngựa. Được biết sau khi kết hôn, Roy lại càng tôn trọng sở thích của vợ. Anh thậm chí còn hậu thuẫn để giúp cô có thể trở thành một vận động viên đua ngựa và có thể tham gia những giải đấu nghiệp dư. Mối lương duyên của Marco Roy với Scarlett đã kéo dài đến năm thứ 9 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Còn hành trình của tiền vệ này với Dortmund sẽ khép lại sau mùa giải 2023-2024. Hôm 4 tháng 5, đích thân Marco Roy đã thông báo quyết định ra đi. Anh chia sẻ, "Tôi vô cùng biết ơn và tự hào về khoảng thời gian đặc biệt tại Borussia Dortmund. Tôi đã dành hơn nửa cuộc đời mình ở câu lạc bộ này và tận hưởng mỗi ngày. Mặc dù tất nhiên là cũng có những khoảnh khắc khó khăn. Tôi biết rằng sẽ rất khó để nói lời chia tay vào cuối mùa giải. Tuy nhiên, tôi rất vui vì giờ đây đã có sự rõ ràng và chúng tôi có thể tập trung hoàn toàn vào những trận đấu cuối cùng quan trọng." Trải qua 12 mùa giải gắn bó với Dortmund, Roy ra sân 426 trận đấu trên mọi đấu trường, ghi 169 bàn. Anh có 2 danh hiệu cúp quốc gia Đức, 2 siêu cúp Đức, Á quân UEFA Champions League. Mới đây, tiền vệ này cũng đã có những phát biểu thể hiện sự tự tin trước trận chung kết Champions League với đối thủ Real Madrid. "Bây giờ chúng tôi phải giành chức vô địch Champions League, nếu không thì thật tệ. Tôi đã có một tuần tuyệt vời. Cái kết của tôi ở câu lạc bộ là một trận chung kết Champions League, cũng là khi mọi thứ bắt đầu với tôi vào năm 2013. Ngay cả khi đã 34 tuổi, Roy vẫn có giá trị để cống hiến. Tờ Bild đưa tin, tiền đạo người Đức đã liên lạc với nhiều câu lạc bộ đang chơi ở giải nhà nghề Mỹ MLS. Cầu thủ sinh năm 1989 cũng nhận được nhiều lời đề nghị từ Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út hay Qatar. Tuy nhiên anh ưu tiên đến MLS thi đấu hơn, bởi môi trường phù hợp với cuộc sống của vợ và con nhỏ." Khi ngôi sao của Arsenal và Manchester City Samir Nasri cho biết, Roy đã quyết định chuyển đến Mỹ vào mùa hè này vì anh không có ý định giải nghệ sớm. "Cậu ấy đã nói với tôi về việc đến MLS chơi bóng." Nasri bình luận, "Mùa này Roy không được ra sân nhiều cho Dortmund. Anh chủ yếu dự bị cho các cầu thủ trẻ sung sức hơn." St. Louis City của giải nhà nghề Mỹ chính là ứng viên sáng giá nhất cho việc sở hữu chữ ký của Marco Roy. Mới chỉ thành lập vào năm 2019, nhưng St. Louis City SC có tiềm lực tài chính rất mạnh và có đủ khả năng để chi trả mức lương cao ngất ngường của Roy. Trước đó, một ngôi sao nổi tiếng tại châu Âu là Oliver Giroud cũng đã chọn gia nhập Los Angeles FC từ AC Milan. Giải MLS đang có thương vụ trị giá lên đến 2,5 tỷ USD trong vòng 10 năm tới với Apple TV. Qua đó sẽ giúp các câu lạc bộ tại đây chi tiêu mạnh tay hơn để tăng cường lực lượng. Luật trần quỹ lương của MLS khiến việc quy tụ nhiều ngôi sao về một số ít câu lạc bộ gần như là không thể, ngay cả những đội bóng ở các thành phố hấp dẫn như Los Angeles Galaxy hay Los Angeles FC cũng phải chọn sao mà tuyển thay vì vơ hết về phần mình. Thậm chí theo Manchester Evening News, Man United hoàn toàn có khả năng đưa ra đề nghị gây sốc để đem Marco Roy đến Old Trafford. Theo đó, Sir Jim Ratcliffe dự tính chiêu mộ Roy phần vì hiệu quả kinh doanh mà cầu thủ này có thể đem lại. Mặt khác, trong quá khứ, Roy từng là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất châu Âu. Thế nên MU có thể ký hợp đồng một năm với Marco Roy. Nếu mối lương duyên không như ý, thì đến hè 2025, hai bên sẽ lại chia xa. Cơ mà nói thật, Marco Roy đi đâu thì đi chứ né dùm cái sân Old Trafford hộ cái. Sang đó mà làm danh hề thì có khi lại mất hết hình tượng.